Xin chào mọi người, mình là Cao Tâm, hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng, là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ủy viên ban chấp hành Hội âm nhạc thành phố Đà Nẵng. Mình rất vui, vinh dự và bất ngờ khi nhận được thông báo chung kết ca khúc sáng tác dự thi tại thành phố xinh đẹp Hải Phòng với cái tên yêu kiều là thành phố hoa phượng đỏ. Ước mơ của mình là một lần trong đời được ra thăm thành phố này, nhưng mãi không có dịp. Đây là lần đầu tiên mình được may mắn có mặt tại thành phố Hải Phòng, một thành phố xinh đẹp với con người thuần hậu, chân chất, thật thà, ăn sóng nói gió. Trong tác phẩm sáng tác lần này, mình hóa thân thành một người con xa quê, nhiều năm xa cách, hôm nay mới có dịp trở về đi trên những con đường, những con phố với những kỷ niệm của thời áo thơ bên cánh phượng hồng, thời còn thơ dại, nghe bồi hồi sao xuyến làm sao. Những hình ảnh nơi quê hương với nhiều địa danh như An Dương, Tam Bạc, Cát Bà, Đồ Sơn, nơi gắn bó nhiều kỷ niệm của tuổi thơ, có bao nhiêu người thân thương, yêu giáo làm sao quên được. Luôn đau đáu trong lòng người con xa quê, nay lại trở về thăm quê hương của mình. Giờ đây về lại quê hương với sự phát triển của những tòa nhà cao chọc trời, những thanh âm tiếng vòi tàu sẽ dọc cùng khơi tiến về phía trước. Hải Phòng hôm nay dù trải qua bao thăng trầm sóng gió, nhưng Hải Phòng vẫn luôn vững bước tiến lên. Tựa một đầy hoa trong nắng sớm long lanh, tình người mãi thêm xanh, Hải Phòng yêu dấu và miền đất ân tình.